Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Sacha 1.10 đột ngất ngay với loạt nâng cấp đầy chất lượng. Các chiếc Sacha 1.10 2.9 là mẫu xe con tay mang cái sức mạnh của Việt đến Nhật Bản. Cái dòng xe này đã là ấn tượng mạnh mẽ cho cộng đồng chơi xe với một thiết kế phong cách đường phố đi cùng với một khối động cơ rất là mạnh mẽ. Phần cái đông xe được hạ xuống khoảng 2 phần để đổi cái trọng tâm của xe, giúp dàn đầu thấp hơn, xé gió tốt hơn và giảm khả năng sàn lấp khi chạy độ cao. Bên tay con, thương hiệu của Domino mang cái tên TWM được rất nhiều dòng xe con ngày nay là ưa dùng bởi mức giá thành sản phẩm mà còn với những tính năng ưu việt nó đem lại như là chống gãy, tăng đường và đua gió. Cái tay thắng Rainbow AZ19 phiên bản Costa được sản xuất vào năm 2008. Từ đến nay được anh em chơi xe đón nhận rất nhiều bởi khả năng vận hành mượt mà của dòng sản phẩm này. Cái dàn chân thay đổi một chiếc ghế hoàn toàn mới, từ mâm hợp kim xuống thành bánh cầm. Với một cái điểm nhấn là cái đường nhôm SL Asan cho chiếc xe có một cái trọng lượng bánh cầm cũng nhẹ nhàng hơn, giúp cho em ấy linh động hơn và có một cái sự sang trọng bóng loáng khi lướt trên cái đường qua những cái con phố nhỏ. Đầu tư rất mạnh tay khoảng 10 triệu đồng để trang bị một cái phục Harley mình giàu rời, thương hiệu đồ chơi đến thời điểm được rất nhiều dòng xe tin dùng. Ngay cả ở những mùa giải MotoGP họ vẫn lựa chọn cái dòng sản phẩm Harley để cho em đã có bằng thể sức cao cho chiếc xe. Và giá của chiếc Sacha 1.10 2.9 hiện nay được bán vào tầm 53 triệu đồng, dao động theo từng màu sắc. Mức giá chưa gồm thuế ra biển số đang được phân phối tại cửa hàng bán xe tư nhân. Đây được xem một mức giá ấn tượng, hấp dẫn để bạn sở hữu một cái chiếc xe nhập khẩu trực tiếp từ Honda Indo. Acelo 1.5 đậu một công suất gấp 3 lần của chiếc xe sim. Cái chiếc Suzuki Acelo 1.5 là một mẫu xe con tay có một thiết kế thật sự là chưa hao lắm để hút được cái người tiêu dùng ở trong nước như các khẩu khác như là Exciter hay Winner. Tuy nhiên khi được độ lên thì nó hoàn toàn khác biệt, đặc biệt ở bản độ đến từ một cái anh tên là Hy, người có một cái màn lột xác mạnh mẽ với nội công được tăng gần là 320 lực với vận tốc là 160 km/h, tiêu hao nhiên liệu là 20 km/l, tự như một cái chiếc là phòng khá lớn. Các chi tiết bên ngoài ở phần dàn áo vẫn được giữ nguyên bản với cái gam màu vàng đen nó bọc đầy cá tính. Tuy nhiên cái đẹp nguyên bản ở phần dàn áo được đánh lừa người xem bởi cái phần nội công của nó được nâng cấp rất khủng, từ 125 lên thành 175cc. Chi tiết bên dưới clip này chúng ta cùng nó xem nhé. Động cơ zin của chiếc Acelo 1.5 là các SOC 4 thì xăng đơn làm mát bằng không khí với một công suất đại là 7.06 kW tại vòng tua 8.000 vòng trên phút, cùng với một cái moment xích đại là 9.9 Nm tại vòng tua là 6.000 vòng trên phút. Nhưng ở cái chiếc xe độ này nó được lột xác hoàn toàn khi biến đổi thành DOC 4 van với piston xăm 2 cho ra một công suất là 32 mã lực, tốc độ ra là 160 km/h. Hỗ trợ tốt cho phần buxi, người chủ trang bị thêm một cái mô pin sườn kết hợp cùng với dây tăng áp đến với hãng Ford FSD, giúp tăng khả năng đánh lửa nhuyễn và mạnh hơn, giúp làm đốt sạch nhiên liệu, triệt tiêu xăng dư, giúp chiếc xe bốc hơn cũng như rút hậu ở ga cuối tốt. Và góc này ta thấy được cái cụm tăng là Cardinas kết hợp nút đầy, nó giúp chiếc xe bốc nhanh hơn rất nhiều bởi hành trình ra được rút cái nó gãy. Được biết người chủ đổ thêm hệ thống cái giảm nhiệt bằng dung dịch kết hợp qua cái máy bơm của hãng Bosch thông qua cái ống giảm nhiệt Samco Sport màu vàng, được biết nó giúp chiếc xe giảm nhiệt hiệu quả hơn. Tiếp đến là phần IC của lực BAT có tác dụng là mở van ở vòng tua máy, giúp mục đích là chạy tốc độ cao trong một khoảng thời gian ngắn, sức mạnh của xe được phát huy hết. Một cái bình xăng con FCA với cái đường kính hầm là 41 mm được trang bị với hệ thống lọc phun nhiên liệu hỗ trợ kết hợp chiếc kim phun thông thường, giúp chiếc xe tốc tốt và hỗ trợ phun nhiên liệu theo cái chế độ tự động được kích hoạt ở dãy tua giữa. Chỉ với một bình xăng con thôi đã có mức giá trị gần 15 củ. Ngoài ra còn có giảm nhiệt các nhớt giúp cho xe làm mát hiệu quả hơn. Một cái bộ số kẻ đơn cozy giúp cho chiếc xe có thế ngồi lái hơi chờn về phía trước, tạo dáng ngồi thể thao hơn, cũng như việc sang số hiện rạp phanh cho nên linh động hơn rất nhiều. Các dàn chân cho nên hấp dẫn hơn cho mắt người xem với cái bì nhôm TR Racing thay thế cho một đúc nguyên thủy,
giúp trọng lượng chiếc xe giảm đáng kể, lót hơn. Hệ thống chiếc giảm sát sau là AAXS bình dầu mang có độ nhấn êm ái hơn cho người ngồi, bởi nó có thể linh động hơn cho bực xin. Nó có thể chỉnh được cái độ hồi nhanh chậm của cái giảm sóc, tuy phục lò xo lớn hơn xin cho cái nhìn cứng cáp hơn. Ống xả xin không đáp ứng được cái độ động cơ này nên người chủ đã trang bị một cái dàn ống xả mới OPVA có một thiết kế gọn giúp truyền đạt hơi xe tê tán đầy lực, tăng mã lực cho chiếc xe nếu được mắc chuẩn. Người chủ đã tạo thêm nó với mức giá gần 5 triệu đồng. Chính vì động cơ được độ quá khủng nên cũng đã ngốn xăng như một cái chiếc phần lớn, cụ thể mức tiêu hao nhiên liệu là 20 km cho một lít xăng. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này và trực tiếp nhớ like, subscribe.